Sáng sớm ngày 15 tháng 3, Việt Minh đã hoàn toàn kiểm soát một cứ điểm khác, Gabriel, tức đồi độc lập, ở phía Bắc. Một số chỉ huy có dấu hiệu rối loạn và suy sụp. Giữa đêm, đại tá Pirot đã tự tử bằng lựu đạn. Không thể chuyển những người chết đến Nghĩa Trang đã được chuẩn bị sẵn. Ngày 18 tháng 3, đại tá Ducas đã lệnh rằng những người bị chết khi làm nhiệm vụ sẽ được chôn ngay tại chiến trường trong một hố chôn tập thể bằng máy ủi. Trong cuộc điện đàm qua radio với Trung tướng Cô Nhi ngày 19 tháng 3, Đại tá Đức Cát thông báo với ông này rằng cứ điểm Isabel, tức Hồng Cúm, ở phía nam Long Trảo sẽ bị Việt Minh chiếm giữ bất kỳ lúc nào. Năm ngày sau đó, Trung tá Keller đã được lặng lẽ đưa ra khỏi điện biên phủ trên một chuyến bay cứu thường. Khi cơn khủng hoảng của Pháp nghiêm trọng hơn, chính phủ Mỹ mới khẩn cấp trợ giúp. Ngày 24 tháng 3, trong chiến dịch chim kền kền, Lính Mỹ đã được triển khai cùng 60 máy bay B-29 từ căn cứ không quân Viễn Đông ở Philippines. Chúng bắt đầu dội bom vào các tuyến đường tiếp tế của Việt Minh dẫn đến Điện Biên Phủ. Trong 3 ngày đêm liên tục, lực lượng phối hợp của Pháp và Mỹ đã tiến hành 750 cuộc không kích dữ dội vào khu vực của Việt Minh, giết hại hàng nghìn người bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi tham gia công tác hậu cần bằng xe thổ. Bất chấp những tổn thất nặng nề sau các cuộc không kích, sáng sớm ngày 30 tháng 3, Việt Minh bắt đầu đợt tổng công kích lần thứ hai với một loạt cuộc tấn công nhắm vào phân khu trung tâm Điện Biên Phủ. Cuộc chiến trên 5 quả đồi. Cứ điểm Dominic bên bờ trái dòng nậm rốn, nhanh chóng thất thủ. Một số đồn bốt trên những quả đồi bên phía đông của lòng chảo Điện Biên cũng rơi vào tay Việt Minh. Hai đại đội Pháp bảo vệ Dominic đã kiệt sức, đến mức lính phải cố trốn sang bên kia con dốc để tìm nơi ẩn náu ở các vị trí có vẻ trụ được hơn ở phía dưới. Họ bị coi là những kẻ đào tẩu Chỉ huy của căn cứ phía dưới không chưa chấp Và sau đó những binh sĩ này đã bị hỏa lực của Việt Minh tiêu diệt Tại bệnh viện giã chiến Mỗi ngày bác sĩ Growin tiếp nhận 750 binh sĩ bị thương nặng Và trong 3 ngày đêm liên tục Ông cùng các bác sĩ khác không ngơi tay phẫu thuật Máy bay được ưu tiên để chuyển một lượng lớn máu và huyết tương Cũng như các thiết bị thay thế cho các máy chụp x-quang Tuy nhiên, do những vấn đề như bảo quản lạnh và do hàng bị hỏng khi thả dù, những nhu cầu khẩn cấp này không thể được đáp ứng. Ngày 30 tháng 3, tướng Nava đặt chân đến Hà Nội để đánh giá tình hình. Gió mùa bắt đầu về và thung lũng biến thành một vùng sinh lầy. Các phương tiện cấp cứu giờ đây gặp phải những khó khăn rất lớn trong việc tiếp cận với bệnh viện của bác sĩ Growin để cấp cứu các trường hợp khẩn cấp. Tuần đầu tiên của tháng 4, quân đội Pháp biết các đường dây liên lạc trên chiến trường đã dần bị cắt hết. Nhiều nơi không thể nhận được lệnh, cảnh báo hay thông tin từ cấp trên. Họ rơi vào hoảng loạn. Việt Minh đã kiểm soát thêm nhiều cứ điểm và căn cứ. Họ tiếp tục các cuộc tấn công vào những bãi đáp của máy bay. Và từ ngày 27 tháng 3, những bãi đáp này trở nên vô dụng. Nỗ lực cuối cùng của Pháp vận chuyển những người bị thương khỏi điện biên phủ là vào sáng ngày 28 tháng 3. Sáng đó, sau khi bốc 25 trường hợp bị thương nặng, nhân viên kỹ thuật phát hiện máy bay bị hỏng. Một sĩ quan chỉ huy ở Hà Nội gửi điện qua radio báo rằng ông ta sẽ bay đến để đón phi hành đoàn vào tối hôm sau. Nhưng lời hứa này đã không thể thực hiện. Việt Minh đã tiêu diệt tổng cộng 62 máy bay của Pháp và Mỹ tại Điện Biên Phủ. Trung tuần tháng 4, Việt Minh giành chiến thắng hoàn toàn và gọi những gì còn lại của cuộc đối đầu là con voi đang chảy máu và chết dần. Giữa các đợt pháo yểm hộ loa của Việt Minh bắt đầu phát thông điệp cho quân Pháp dọc thung lũng, thuyết phục quân của tướng De đầu hàng. Nhìn thấy rõ thất bại của Pháp, ngày 14 tháng 4, John Foster Dallet đã trình các lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ đề xuất của ông dùng vũ khí nguyên tử tiêu diệt Việt Minh tại Điện Biên Phủ. Đề xuất này đã được thảo luận nghiêm túc, nhưng Lyndon Johnson, thủ lĩnh phe đa số trong Thượng viện Mỹ, lập luận rằng vũ khí này sẽ quét sạch quân đội của cả hai bên vì không thể tính được bao nhiêu đơn vị lính Pháp có thể sống sót trong một cuộc tấn công bằng bom nguyên tử. Kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Đại tá Christian de Kast đã được thăng lên cấp chuẩn tướng vào ngày 16 tháng 4. Một số chỉ huy khác trên chiến trường này, trong đó có Trung tá Lang Lè, cũng được thăng chức. Có lẽ đó là một quyết định chính trị. Trong nhiều tuần, báo chí Paris đã ca ngợi binh sĩ Pháp vì hàng rào phòng thủ anh hùng ở thuộc địa Viễn Đông của Pháp trong khi dư luận Pháp theo dõi mọi động thái ở Điện Biên Phủ với nỗi kinh sợ. Sân bay Mường Thanh bị vô hiệu hóa, Pháp phải dùng dù thả quân vào ban đêm, còn thực phẩm và đạn dược vào ban ngày. Tuy nhiên, Pháp không thể duy trì được các hoạt động tiếp tế. Gió mạnh khiến nhiều dù thả đồ tiếp tế bay sang trận địa bao vây do phía Việt Nam kiểm soát. Quân Việt Minh cũng dùng súng phòng không bắn hạ những dù này. Vấn đề chính là việc cung cấp dù Pháp không lường trước được rằng họ cần tới 1.000 dù mỗi ngày và mỗi chiếc chỉ dùng được một lần. Phía Pháp hết dù cho quân tiếp viện vào ngày 27 tháng 3. Nhóm cố vấn hỗ trợ quân sự Mỹ ở Sài Gòn do Trung tướng O'Daniel cầm đầu đã phải khẩn trương tổ chức không vận 60.000 chiếc dù đến Điện Biên Phủ từ các căn cứ ở Nhật Bản và Philippines để đáp ứng yêu cầu của Pháp. Ngày 1 tháng 5, Việt Minh phát động cuộc tổng tấn công thứ ba với một loạt các cuộc tấn công dữ dội và một cuộc tấn công ồ ạt bằng pháo nhắm vào các căn cứ ở phía nam và phía đông. Họ đã chiếm giữ được cụm cứ điểm phía đông, Elian, trước đó là dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng De Kat. Qua đường radio, Đại tá Langle yêu cầu Đại tá Sovanyak khẩn trương tăng viện một đại đội lính dù. Ông ta hy vọng chiếm lại được quả đồi phía đông và bảo vệ được phân khu trung tâm. Nhưng Sovanyak đáp lại là không thể đáp ứng được yêu cầu này. Đại tá Lăng Lê hét lên, tức giận và tuyệt vọng. Chúng tôi vẫn sẽ thắng trận này mà không cần ông và bất cần ông. Đây là thông điệp cuối cùng của tôi và tôi sẽ không bao giờ nói với ông nữa. Ngay sau đó, tướng Đức Cát nhận được tin xác nhận là có 450 lính dù được tiếp viện. Số lính này sẽ đến vào ngày mùng 7 tháng 5, trực tiếp từ hai trường huấn luyện lính dù ở Pháp. Chiều cùng ngày, dưới trời mưa nặng hạt, Việt Minh đánh phá cụm cứ điểm Isabel ở Hồng Cụm. Quân Pháp đóng tại Isabel chỉ còn lại 6 trên tổng số 11 khẩu pháo là có thể bắn trả lại. Mưa tiếp tục như chút và nguồn cung cấp từ máy bay bị chặn. Khẩu phân đồ hộp chỉ còn đủ trong 3 ngày. Lính Pháp đối mặt với nguy cơ đói khát. Ngày 3 tháng 5, cô Nhi đề nghị với The Cat một cuộc hành binh phá vây mang bí danh Abantros, tức Hải Âu lớn. Khi đó, đa số các chỉ huy Pháp đã không còn nhuệ khí chiến đấu. Tuy nhiên, Đờ Cát đã từ chối. Ông ta quyết định ở lại đến cùng với những binh sĩ bị thương vì cho rằng danh dự quân đội chính là việc cứu sống được bao nhiêu mạng lính và giảm thiểu thương vong cho họ. Ngoài vật lộn với con số thương vong lớn, Đờ Cát còn phải đối phó với tâm lý thất vọng cực độ khi thiếu đạn dược, lương thực và thuốc men cần thiết. Đau đầu khi những hoạt động tiếp tế của lực lượng lính dù không ổn định, viên chỉ huy này cũng gặp những vấn đề nghiêm trọng với chính quyền Pháp. Chiều mưa ngày 4 tháng 5, khi cứ điểm Huy Ghét đang hứng chịu những đợt dội pháo hạng nặng của lực lượng Việt Minh, Đờ Cát đã gửi bức thư tuyệt vọng cho sở chỉ huy của Pháp ở Hà Nội. Chúng tôi không có đủ đạn dược để chặn các cuộc tấn công hay các đợt bắn phá liên miên của Việt Minh. Dường như không có nỗ lực nào giúp chúng tôi khắc phục tình thế. Tôi đã báo cáo về nguy cơ đối với đội bay nhưng binh lính của chúng tôi ở đây còn phải chịu vô vàn những nguy hiểm khủng khiếp hơn nhiều. Không thể có kiểu đối xử khắt khe với người này nhưng rộng rãi với người kia được. Việc thả dù đồ tiếp viện vào ban đêm phải bắt đầu lúc 8 giờ tối thay vì lúc 11 giờ. Thời gian buổi sáng đã không thể làm được gì vì sương mù và do kế hoạch thả đồ tiếp viện trong khoảng thời gian cách nhau dài giữa các máy bay. Tôi rất cần các hoạt động tiếp viện với số lượng lớn. Tôi không thể hy vọng lấy lại được, thậm chí là chỉ một nửa số đồ được thả xuống. Mặc dù số lượng đồ được gửi đến cho tôi Chỉ là một phần rất nhỏ những gì tôi yêu cầu Tôi không có gì để duy trì tinh thần những binh sĩ của mình Những người được yêu cầu phải có nỗ lực phi thường Tôi không dám đi gặp họ với hai bàn tay không Dung tố lại càng khiến cảnh khốn khổ trong tuần cuối cùng thêm thê lương Hiệu ứng tích lũy của những đợt bắn phá và lũ lụt đã khiến chiến trường như một đầm lầy, đầy rác rưởi và xác chết. Kẻ thù mới của quân Pháp, bùn lầy, Giờ đã ngập đến đầu gối Nhiều vợ của binh lính Pháp có mặt tại địa biên phủ Một phụ nữ hạ sinh con gái vào ngày 4 tháng 5 Trong một bom ke ở cụm cứ điểm Isabel Mà Pháp vừa tạm thời chiếm lại Người chồng của sản phụ Đại úy de Sier, Nằm bên cạnh với la liệt những binh sĩ bị thương Đứa trẻ ngày sau đó được đặt tên giống như một trong những cứ điểm Và được cha ti sốt rửa tội Bên ngoài bom ke Mưa tiếp tục như chút Trời chuyển rông lớn ngay sau đó Tối đó, 32 lính Pháp tuần tra bên ngoài cứ điểm Hồng Cúm về phía Tây. Tất cả đã bị Việt Minh tiêu diệt. Hai tổ lái C-119 của Mỹ do James McGovern chỉ huy đã tình nguyện bay tầm thấp để thả đạn dược xuống Hồng Cúm. Ngày 6 tháng 5, bầu trời trong xanh ấm áp, hai chiếc C-119 đến Điện Biên Phủ. Bộ đội Việt Nam sẵn sàng bắn hạ bằng súng phòng không. Máy bay đầu tiên do phi công Ark Wilson lái bị bắn trúng đuôi Wilson mất kiểm soát nhưng vẫn trốn thoát và hạ cánh được xuống sân bay Cadby. Máy bay của McGovern bị bắn trúng động cơ và đuôi. Cả anh ta và lái phụ thiệt mạng vì chính lượng đạn dược mà họ chở trên máy bay. Trận quan trọng với tướng giáp trong những ngày cuối cùng là cuộc tấn công vào cứ điểm gần bờ trái sông Nậm Rốm, có nhiệm vụ bảo vệ cứ điểm chỉ huy trung tâm. Trong số 49 cứ điểm phòng thủ, đây là một cứ điểm mà Pháp gọi là cổ họng điện biên phủ cũng là nơi pháp gánh tổn thất lớn. tướng ra phát hiện rằng quân Pháp vào quả đồi này qua một pháo đài được xây dựng nhiều năm trước đây. Trong 16 ngày, lực lượng công binh của Việt Minh đã đào một hầm ngầm tới quả đồi. Đến được cứu điểm này, lúc 20 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 5, họ đã cho nổ một tấn thuốc nổ, hất tung hệ thống hầm ngầm cuối cùng. Vụ nổ này lớn hơn và mạnh hơn bất kỳ vụ nào trước đó. trước nửa đêm Việt Minh đã chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát cứ điểm này. Quân tiếp viện Việt Minh từ các chiến hào bắt đầu ào lên dọc các sườn dốc, tràn lên quả đồi cuối cùng. Sáng thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 5, quân đội Việt Minh vẫy cờ đỏ sao vàng trên hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát. Đến chiều, đại tá Lang le xuống hầm trú ẩn và đốt chiếc mũ của lính dù mà ông ta đang đội. Ông ta đã đổi chiếc mũ này của một lính bộ binh. Trong khi đó, tướng Đờ Cát điện thoại cho vợ ở Paris chỉ với một thông điệp ngắn, đừng lo, anh bị bắt làm tù binh, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tuy nhiên, cô nhi nói với được Cát qua đường truyền radio từ Hà Nội và chỉ thị cho ông ta không được đầu hàng. Ông bạn già, giờ đây phải kết thúc thôi, nhưng không phải bằng cách đầu hàng. Chúng ta không được phép làm như vậy, không được kéo cờ trắng, không được đầu hàng, đừng làm những hành động đáng xấu hổ. Được, tướng quân, ước muốn của tôi là bảo vệ những binh sĩ bị thương. được Cát trả lời trong nước mắt. Cô Nhi tiếp tục Tôi không có quyền cho phép ông đầu hàng Hãy làm những gì tốt nhất Nhưng cuộc chiến không được kết thúc với một chiếc cờ trắng Ông hiểu không? Ông bạn ra Được, thưa tướng quân Từ chiều đến tối ngày 7 tháng 5 Hơn 10.000 binh sĩ đói lả Trong những bộ quần áo tả tơi Và giày mục nát Chậm chậm nhô lên từ thùng lũng sâu Việt Minh yêu cầu chuyển họ đến các trại tù binh Cách đó vài trăm km Nhiều người không thể Họ quá yếu hầu hết những người sống sót đều bị mất phương hướng do sống trong bom đạn quá lâu trận điện biên phủ không chỉ là biểu tượng báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân pháp ở đông dương mà còn chấm dứt nhiều thế kỷ chủ nghĩa thực dân châu âu thống trị cả thế giới